Thôn Minh Sa, thôn ông Phạm Hữu Mạch. Chúng tôi xin nhắc lại, Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh xin kính mời các đồng chí có tên sau đây đúng 7 giờ sáng ngày mai tập trung tại Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh để đi huấn luyện cán bộ tiểu đội khung, gồm có ông Lưu Văn Vinh, thôn Địa, Lưu Bá Tú, thôn Trà, Nguyễn Quốc Lân, thôn Trà, Lê Tiến Tuấn, thôn Sinh Yên, Lê Tiến Hưng, thôn Minh Sa, Nguyễn Xuân Chính, thôn Sinh Quả, Nguyễn Sĩ Hưng, thôn Minh Kha và Phạm Hiếu Dũng, thôn Minh Kha. Yêu cầu các đồng chí có tên trên đúng 7 giờ sáng ngày mai, ngày 13 tháng 10 năm 2013, tập trung tại Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh để đi tập huấn. Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh miễn lý do vắng mặt. Chương trình truyền thanh của Đài truyền thanh xã Bình Minh đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn.